Nhã Phương đi mua quần áo, bịt khẩu trang vẫn bị nhận ra, chân tay như củi khô nhìn phát sợ. Bịt khẩu trang kín mít, tưởng không ai nhận ra, không ngờ Nhã Phương vẫn bị chụp lén nhìn chân tay quá choáng. Sau khi sinh con, Nhã Phương nhanh chóng trở lại với guồng công việc bận rộn, chăm chỉ xuất hiện trước công chúng hay tham gia sự kiện cũng như đóng quảng cáo, thậm chí còn thường xuyên cùng gia đình đi chơi. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả là diện mạo ngày càng đáng báo động của Nhã Phương. Ở những bức ảnh chụp bất ngờ, không được Photoshop, Nhã Phương lộ bộng mắt nhăn nheo, hơn nửa chân tay thì gầy gò tông teo như que củi. Mới đây cô nàng đã bịt khẩu trang kín mít khi đi mua sắm quần áo, nhưng vẫn bị phát hiện và chụp ảnh lại. Nhìn tay và chân của Nhã Phương gân guốc xương sẩu mà ai cũng lo lắng thay cho cô. Một vài bình luận của dân mạng về ngoại hình Nhã Phương trong thời gian gần đây. Cách đây vài ngày, hình ảnh đôi chân gầy guộc của Nhã Phương khi đi chơi cùng gia đình khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Bức hình chụp cùng mẹ, chị gái và Zumi Phương Anh thấy rõ sự nhỏ nhắn đôi chân vợ Trường Giang. Trước đó khi đóng quảng cáo, cô cũng lộ đôi chân vô cùng đáng sợ. Thiếu Photoshop là Nhã Phương kém nuột nàng ngay. Nhìn ảnh Photoshop không chút tì vết này thì ai chẳng mê. Tuy nhiên, nếu thiếu Photoshop thì không chỉ chân tay mà gương mặt Nhã Phương cũng kém hoàn hảo. Bộng mắt của Nhã Phương rất rõ dù là ít tuổi nhất trong bức ảnh này. Hy vọng nữ diễn viên sớm cải thiện được những nhược điểm này trên cơ thể mình. Biến cực căng giữa vụ khắc tiệp Lý Nhã Kỳ về chuyện giữ canet của Ngọc Trinh. Vụ khắc tiệp đáp trả Lý Nhã Kỳ, các bạn khác không có nhiều tiền như em nên họ chỉ xuất hiện với tấm vé mời bình thường thôi em. Vụ khắc tiệp nhắn gửi Lý Nhã Kỳ, anh thấy vị trí của em bây giờ, không cần phải lên báo để nói về đàn em như vậy. Cứ mỗi lần thảm đỏ canet của ai xuất hiện là em lại có cái để nói trên báo, nói đủ các vấn đề không mấy tích cực. Mới đây trong một bài phỏng vấn, Lý Nhã Kỳ cho biết, nếu đến canet chỉ để tạo chiêu trò, thì bất kỳ ai cũng phải trả cái giá đắt hơn tiền bạc, đó là danh dự. Ngay sau đó, trên trang cá nhân của Quách Ngọc Ngoan bất ngờ đăng tải hình ảnh của Ngọc Trinh và bạn gái Phượng Channel để đá xéo cựu diễn viên. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp cũng nhảy vào bình luận, sao cô nhàn, tên thật của Lý Nhã Kỳ vẫn còn ung dung vậy, gần 50 tuổi rồi mà cứ hơn thua ganh tị với đàn em. Năm nào nhàn cũng lên báo đã kích một đàn em, sống vậy khổ thế, nói bạn ấy ăn chay đi. Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện còn cực kỳ căng thẳng khi Vũ Khắc Tiệp tác thẳng tên Lý Nhã Kỳ để bảo vệ gà cưng Ngọc Trinh. Lý Nhã Kỳ, anh thấy vị trí của em bây giờ, không cần phải lên báo để nói về đàn em như vậy. Cứ mỗi lần thảm đỏ canet có ai xuất hiện là em lại có cái để nói trên báo, nói đủ các vấn đề không mấy tích cực. Anh nhớ lần đầu là cô bé Angela Phương Trinh, lần hai là Vũ Ngọc Anh và lần này nữa. Trên tất cả mọi người đều biết em bỏ cả 1 triệu đô tài trợ cho canet để xuất hiện với tư cách của nhà tài trợ. Các bạn khác không có nhiều tiền như em nên họ chỉ xuất hiện với tấm vé mời bình thường thôi em. Ngay cả chương trình anh tổ chức không dính líu gì đến em, mà em còn có cả một cái status dằn mặt mọi người là chương trình này không liên quan gì đến em, có nhất thiết phải vậy không? Thiết nghĩ cuộc sống của ai người đó hưởng, xấu đẹp họ tự gánh, em thấy Ngọc Trinh có bao giờ lên báo nói xấu hay ganh tị với bất cứ ai đâu. Chính vì vậy, anh thấy ông trời thương cho Ngọc Trinh cuộc sống tốt đẹp nhất, xinh đẹp, có tiền và an nhiên. Những điều anh muốn nói mong em có cuộc sống viên mãn và bình an. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên lạc về phía Ngọc Trinh để biết được cảm xúc của cô khi đọc những dòng chia sẻ của Lý Nhã Kỳ, người đẹp Trà Vinh từ chối trả lời. Vũ Khắc Tiệp bị soi từng ngưỡng mộ khen ngợi Lý Nhã Kỳ 5 năm trước, nhưng giờ lại trở mặt. Em rút khỏi showbiz không tham gia các hoạt động giải trí với tư cách là một diễn viên, nhưng em sẽ tham dự show Đêm Hội Chân Dài 8 với tư cách là bạn thân của anh và là một doanh nhân Lý Nhã Kỳ. Em mãi là người mà anh ngưỡng mộ và yêu quý. Những điều em có và làm được luôn làm người khác phải ngạc nhiên. Lớp Lý Nhã Kỳ. Trước đó, Lý Nhã Kỳ Khắc Tiệp từng nhiều lần chụp ảnh thân thiết. Ông bầu Ngọc Trinh còn đến thăm căn biệt thự giác vàng của nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia. Ngọc Trinh đi canet chụp ảnh toàn dính người, nhìn sang Lý Nhã Kỳ chắc khóc thét, đẳng cấp phải khác. Ngọc Trinh tưởng rằng xuất hiện càng nhiều người, cô trong các bức ảnh là tốt, nhưng không phải vậy. Vốn dĩ không phải là khách mời của thảm đỏ canet danh giá, nên Ngọc Trinh phải chụp hình với cả tá người bên cạnh là điều dễ hiểu. Chẳng khoảnh khắc nào nữ hoàng nội y có cơ hội tỏa sáng một mình, dù đã diện bộ đồ gây sốc. Với background, tạp nham lộn xộn thế này, nói Ngọc Trinh chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt cũng chẳng sai. Càng đông người, nhìn mình càng tốt. Không, tất cả chỉ nói lên một điều rằng Ngọc Trinh chả có tí quyền lực thảm đỏ nào. Các bức hình của cô đều được khuyến mãi thêm một đoàn người phía sau.
Còn Lý Nhã Kỳ thì sao? Hãy nhìn đẳng cấp của một khách VIP, một nhà tài trợ là thế này đây. Thảm đỏ được dọn sạch bóng để cụ đại sứ du lịch Việt Nam sẽ bước, một mình tỏa sáng mà chẳng lo bị ai chiếm mất spotlight. Đẳng cấp này của Lý Nhã Kỳ tương đương với nhiều ngôi sao lớn, một trong số đó là Phạm Băng Băng. Lý Nhã Kỳ luôn được ưu ái, những khoảng không gian riêng để tạo dáng. Cánh nhiếp ảnh phải ra tận nơi để săn đón cô. Ai quyền lực đẳng cấp hơn ai, hẳn người xem đã có câu trả lời. Lâu lắm mới lên truyền hình, Mai Phương Thúy gây kinh ngạc với vóc dáng đồ sộ bằng ba người cộng lại. Có thể thấy bờ vai và cánh tay của Mai Phương Thúy lực lưỡng, ngang ngửa cánh mày râu, thậm chí đàn áp đàn anh Huy Khánh ngồi cạnh. Ngay sau khi tập 6 Người Ấy Là Ai mùa 2 khép lại, ban tổ chức chương trình đã nhá hàng dàn cố vấn sẽ xuất hiện trong tập 7. Khá bất ngờ, trên ghế nóng có sự hiện diện của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy. Trước đó, người đẹp họ Mai đã giã từ showbiz được khoảng 4 năm. Kể từ ngày khăn gói ra đi, cô rất hiếm khi góp mặt tại các sự kiện cũng như game show truyền hình. Mai Phương Thúy bất ngờ trở thành cố vấn Người Ấy Là Ai. Trong lần hiếm hoi xuất hiện công khai, Mai Phương Thúy diện chiếc đầm cổ yếm bó sát cơ thể. Tuy nhiên, chiếc đầm đỏ rực không giúp cô khoe được vẻ đẹp gợi cảm, ngược lại còn để lộ thân hình phát tướng khiến khán giả hoang mang. Có thể thấy bờ vai và cánh tay của Hoa hậu lực lưỡng ngang ngửa cánh mày râu, thậm chí đàn áp đàn anh Huy Khánh ngồi cạnh. Chia sẻ hình ảnh của chính mình trên mạng xã hội, Mai Phương Thúy cũng hài hước tự thú, chợt nhận ra bạn to bằng ba người kia gộp lại. Mai Phương Thúy tự thấy vóc dáng của mình bằng Hương Giang, Bảo Thy và Huy Khánh cộng lại. Có thể thấy Hoa hậu tăng cương khá nhiều so với thời điểm mình hạt xương mai. Thậm chí thân hình của Mai Phương Thúy còn đô không kém đàn anh Huy Khánh. Cận cảnh vóc dáng phát tướng của Hoa hậu trên sóng truyền hình, đây không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy ca thán chuyện cân nặng của mình trên mạng xã hội. Trước đó không lâu, cụ Hoa hậu Việt Nam cũng bàng hoàng chia sẻ việc tăng cân mất kiểm soát, đỉnh điểm là lên tới 70kg do ăn quá nhiều mì gói, nghĩa là so với thời điểm mới đăng quang, cô tăng thêm tới 10kg. Mai Phương Thúy đang phải đối diện tình trạng tăng cân. Vì tăng cân nên vòng 3 của Hoa hậu cũng trổ hoa. Béo quá vòng 1 lên tầng 95 bắp tay to sụ, Hoa hậu cũng tự thú nhận. Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ với màn cưa cẩm trai lạ táo bạo trên truyền hình. Phạm Quỳnh Anh đã lột xác hoàn toàn khiến Hương Giang phải thốt lên, không bình thường. Vừa qua tập 8 chương trình Quý Ông Đại Chiến lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn thú vị. Tham gia chương trình tuần này ngoài Hương Giang, Ninh Dương, Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ còn có sự xuất hiện của Phạm Quỳnh Anh. Lâm Vĩ Dạ bị Hương Giang tố mặc đồ chợ nhưng nói đồ hiệu. Mở đầu chương trình, Lâm Vĩ Dạ bước ra đầy khác lạ so với những tập trước. Cô đeo kính đen, mặc đầm ngắn, khoác áo măng tô nửa vai đầy sang chảnh và phong cách khiến mọi người trầm trồ. Riêng Hương Giang lại thốt lên, tôi quá khổ rồi, số nào tôi cũng phải tư vấn concept thể hình theo những sự sáng tạo của chị Dạ. Chị ấy không ngừng sáng tạo thì tôi cũng không ngừng xấu hổ. Hương Giang nói xong, Lâm Vĩ Dạ tiết lộ, chúng tôi vừa đi cho Âu về, những lúc rảnh rỗi chúng tôi thường đi shopping một số chỗ. Như mọi người đã thấy, mắt kính này tôi mua của hiệu Gucci. Còn cái áo này tôi mua ở Đại Lộ, Jam AC. Hương Giang nghe vậy liền khen, không, nhưng nhìn chị Dạ hôm nay sang lắm. Lúc chị bước vào, em thấy chị như một quý cô đang dạo bước tại một đại lộ châu Âu. Chiếc áo này rất đẹp luôn. Nói rồi Hương Giang cởi áo khoác của Lâm Vĩ Dạ ra để xem, thì thấy áo vẫn còn nguyên mát chưa kịp bóc. MC Thành Trung thấy vậy lập tức hỏi, ơ thế mua xong để trả lại à? Chưa dừng lại ở đó, Hương Giang còn nhìn vào mác áo rồi bóc mẻ Lâm Vĩ Dạ, mua áo này ở Kim Mã Hà Nội, nhưng lại nói là mua ở châu Âu. Mọi người lúc này cười ồ lên, còn Lâm Vĩ Dạ thì hài hước bào chữa, thì mua ở cửa hàng đồ châu Âu tại Hà Nội đó. Ninh Dương, Lan Ngọc đòi cởi áo chàng trai trên truyền hình. Cả năm chàng trai tham gia chương trình tuần này đều rất đẹp trai, trong đó chàng trai đầu tiên tên Ngọc Minh cho biết anh đã theo đuổi công việc huấn luyện viên thể hình được nhiều năm và hiện tại rất tự tin về body của mình. Nghe Ngọc Minh nói vậy, tất cả các cô gái đều muốn được thấy body của anh, trong đó nhiệt tình nhất là Ninh Dương, Lan Ngọc. Cô nói, để tôi lên cởi áo cho, vào đây rồi là phải cởi hết. Nói rồi Ninh Dương, Lan Ngọc mạnh mẽ bước lên phụ giúp Ngọc Minh cởi áo, để lộ cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Lâm Vĩ Dạ thấy vậy liền chạy lên giả vờ chéo hộ Ngọc Minh để nhìn múi rõ hơn. Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ với màn cưa cẩm trai lạ táo bạo trên truyền hình. Sau khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh tích cực tham gia các game show truyền hình. Nhưng chưa chương trình nào cô lại lầy lội và táo bạo như chương trình này. Cụ thể ở phần cuối chương trình có một thử thách dành cho các chàng trai là đóng tiểu phẩm tình huống không kịch bản với nhân vật của chương trình.
để thử bản lĩnh xử lý tình huống. Trong đó, Phạm Quỳnh Anh nhận nhiệm vụ đóng tiểu phẩm tình huống với Quốc Nam, chàng trai sáu múi điển trai nhất của chương trình. Tại đây, cô vào vai một quý cô giàu có nhưng khác tình và muốn tán tỉnh anh thợ sửa điện nước Quốc Nam. Vừa bước vào, Phạm Quỳnh Anh đã gọi Quốc Nam là anh một cách ngọt ngào. Nóng quá trời ơi, trời nóng thế này chỉ muốn nhảy vào hồ bơi, mà hồ bơi thì hỏng. Anh Nam ơi, anh sửa hồ bơi nhà em thế nào rồi? Tiếp đến, Phạm Quỳnh Anh bắt đầu tán tỉnh Quốc Nam. Em không biết thế nào chứ nhà mấy chục tỷ, mà cứ một tháng anh lại hai lần đến sửa hồ bơi là sao? Nước cứ tràn ra ngoài ấy nhỉ, sửa cho chắc vào nhé, kiểu như điện nước nhìn được không? Biết Quốc Nam là huấn luyện viên gym, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục nói, thế anh dạy gym cho em được không? Sau phần tiểu phẩm tình huống này, Hương Giang vô cùng bất ngờ và phải thốt lên về Phạm Quỳnh Anh, không bình thường. Bị Lý Nhã Kỳ đá đểu, Ngọc Trinh chính thức đớp lại sưng mày tao cực sốc. Status thâm thúy của Ngọc Trinh được cho là gửi đến Lý Nhã Kỳ. Chủ đề thảm đỏ Canet đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhờ bộ đầm trần trụi của Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ, nghệ sĩ Việt có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết nhất về sự kiện tầm cỡ này, mới đây đã tiết lộ nhiều sự thật ngỡ ngàng đằng sau một màn xuất hiện tại Canet. Ví dụ như giá thành để có được cơ hội rảo bước tại thảm đỏ từng tầm cỡ khác nhau. Ngoài ra, dù không chỉ đích danh, nhưng Lý Nhã Kỳ cũng được cho là ám chỉ Ngọc Trinh làm lố, trở thành món ăn giải trí cho dư luận. Không ngồi im chịu trận, Ngọc Trinh đã ngay lập tức tiếp nói ông bầu của mình đáp trả đàn chị. Chân dài Venus mượn một câu tục ngữ để đớp lại Lý Nhã Kỳ, cho rằng cụ đại sứ du lịch cũng chẳng hơn gì mình. Status thâm thúy của Ngọc Trinh được cho là gửi đến Lý Nhã Kỳ. Chuột chuột chê khỉ rằng hôi, khỉ mới trả lời cả họ mày thơm, cả nhà yêu ngủ ngon nè. Nữ hoàng nội y vẫn cực kỳ thản nhiên, miễn nhiễm với thị phi. Khắc Tiệp quyết chống trả lại thế giới để bảo vệ gà cưng của mình. Lê Hà ủng hộ sếp cũ và đàn chị. Khắc Tiệp và Phường Channel sử dụng Facebook Quách Ngọc Ngoan nhiệt tình chửi thẳng Lý Nhã Kỳ. Đột ngột trở thành kẻ thù của nhau, nhưng trước đây Khắc Tiệp từng có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Lý Nhã Kỳ và còn coi cô như thần tượng trong giới.